Các bạn đọc thân mến, trong những năm qua, Việt Nam chúng ta đã hình thành một nền văn hóa đọc văn minh và đạt nhiều thành tựu ấn tượng, đặc biệt là với giới trẻ nói chung và thế hệ học sinh các cấp nói riêng. Văn hóa đọc hiện đại vừa tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, vừa mang bản sắc văn hóa riêng của dân tộc, đã thắp lên ánh sáng tuyệt vời về tình yêu, trí tuệ, sức mạnh của người dân Việt Nam được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Em tên là Nguyễn Thảo Vi, học sinh lớp 9D2 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Vô cùng vinh dự khi ngày hôm nay em được chia sẻ tới các bạn học sinh Việt Nam và các bạn học sinh trên toàn thế giới một trải nghiệm khi tiếp cận với kho tri thức khổng lồ. Và em cũng muốn chia sẻ niềm tự hào về ý thức cao của các bạn học sinh Việt Nam luôn say mê tìm tòi, khám phá những kiến thức mới lạ, những phương pháp học tập tiên tiến để làm mới bản thân trong xã hội ngày càng phát triển. Quê hương em, Đông Triều, một vùng đất ở đầu tỉnh Quảng Ninh thân yêu. Đây là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc, Lý, Trần. Một vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc với những trang sử vẻ vang, hào hùng gắn liền với chiều dài lịch sử của đất nước. Đây là nơi em cất tiếng khóc chào đời, nơi nuôi em khôn lớn và trao cho em những điều tốt đẹp nhất. Không còn gì tuyệt vời hơn khi ngày hôm nay em được vinh dự bày tỏ tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào lớn lao về vùng đất tươi đẹp này qua một di tích nổi tiếng của quê hương. Sau hơn một năm nhường ngôi cho con lên làm Thái Thượng Hoàng, tháng 7 năm 1294, Trần Nhân Tông xuất gia tu tập ở Hành Cung Vũ Lâm, nay thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tháng 8 năm 1307, từ Phủ Thiên Trường, ông xuất gia tu tập vào Yên Tử, tu hành khổ hạnh, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà và xưng là Trúc Lâm Đại Sĩ. Sau thời gian tu hành khổ hạnh tại Yên Tử, ngài xuống núi đi khắp xóm làng, dạy dân chúng phá bỏ dâm từ và thực hành thập thiện, ban thuốc chữa bệnh cho nhân dân. Ngài tìm người nối dòng Pháp, gặp được Pháp Loa và trao truyền y, bát cho Pháp Loa. Tháng 5 năm Đinh Mùi, niên hiệu Hưng Long thứ 15 năm 1307, điều ngự lên tu tại một am nhỏ trên đỉnh Ngọa Vân. Tháng 10 năm 1308, sau khi xuống núi thăm chị là công chúa Thiên Thụy, Trúc Lâm Đại Sĩ quay trở về núi và nhờ hai đệ tử của mình là Tử Doanh và Hoàng Trung đưa lên am Ngọa Vân, rồi cho mời đệ tử Bảo Sát đến để dặn dò. Giờ Tí, ngày mùng 1 tháng 11, lúc nửa đêm, sao trời ló dạ, điều ngự nói, đây là lúc ta đi. Nói xong, liền nằm theo thế sư tử, an nhiên, viên tịch. Các bạn đọc thân mến, vừa rồi là một trong những đoạn trích hay nhất trong cuốn sách nghiên cứu lịch sử Am Ngọa Vân, di tích gắn liền với Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị anh hùng dân tộc, tổ thứ nhất của Phật giáo Trúc Lâm, kết thúc hành trình tu luyện và hóa Phật tại Am Ngọa Vân. Cho đến hiện nay, Am Ngọa Vân vẫn đang là một di tích quan trọng nằm trong vùng địa linh của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Trong đời sống văn hóa và tâm linh của người Việt, Am Ngọa Vân có vị trí đặc biệt, quan trọng. Ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển, Am Ngọa Vân có địa thế đẹp. Tựa lưng vào đỉnh Ngọa Vân mây phủ, có hai dãy núi ôm vòng hai bên. Phía trước có ngọn núi nhỏ làm án, phía xa là thung lũng với dòng sông Cầm uốn quanh. Trong am có bệ thờ, trên đặt tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong tư thế nhập Niết Bàn. Hiện nay, Ngọa Vân là một trong 14 điểm di tích quan trọng thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, nhà Trần tại Đông Triều. Và chắc các bạn đọc đều nhận ra rằng, trên tay của Thảo Vi lúc này chính là cuốn sách Am Ngọa Vân của nhà văn, nhà nghiên cứu, tiến sĩ Nguyễn Văn Anh. Nguyễn Văn Anh sinh năm 1979 tại Nam Định, hiện đang giảng dạy bộ môn khảo cổ học thuộc khoa lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Anh là một người tràn đầy đam mê, cũng là người có cái nhìn vừa mới mẻ, vừa chân thực khi tiếp cận với lịch sử Phật giáo tại Việt Nam.
cuốn sách Am Ngoạ Vân do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ấn hành vào năm 2013 với số lượng là 1.500 bản. Sách dày 92 trang với khổ 15 x 21cm. Trang bìa khắc họa hai hình ảnh tiêu biểu. Mặt trước nổi bật là hình ảnh Am Ngoạ Vân tựa lưng vào núi Bảo Đài trong sương sớm. Mây mù mờ ảo, huyền bí thiêng liêng. Mặt sau của sách là hình ảnh những cành đào nở đầy lộc non trong tiết trời mùa xuân, nghiêng nghiêng hoa lá bên cạnh Am Ngoạ Vân rêu phong cổ kính. Với ba chương khắc họa là lịch sử cùng việc mô tả lại vị trí các di tích, Nguyễn Văn Anh đã đưa độc giả đến gần hơn với vùng đất cổ xưa của thị xã Đông Triều và của tỉnh Quảng Ninh. Ba chương, từ khái quát đến chi tiết, đã cho độc giả thấy được một Am Ngoạ Vân vừa lạ lại vừa quen. Từ ngữ trong cuốn sách cũng được chọn lọc kỹ càng, làm sao vừa mang hơi thở cổ kính, vừa tâm linh, vừa đủ để lột tả hết cái thiêng liêng của Phật giáo, đồng thời lại vừa gần gũi, dễ hiểu, dễ cảm nhận, giúp độc giả hiện đại dễ tiếp cận. Đọc sách, bạn sẽ thấy thật thú vị so với một cuốn sách nghiên cứu thông thường. Các trang giấy của sách đều được ép lụa. Mỗi một di tích lịch sử đều có hình ảnh minh họa, được in màu, sắp xếp gọn gàng giúp cho người đọc dễ tìm và dễ hiểu. Nhất là cực kỳ tiện lợi cho các bạn học sinh Việt Nam khi muốn tìm hiểu về lịch sử của quê hương mình. Với chất liệu từ dân gian cùng lối tư duy độc lập và sự nghiên cứu kỹ càng, tác phẩm đã cho độc giả phần nào hiểu được những nỗi lòng của cha ông ta trong hành trình dựng nước và giữ nước. Qua cuốn sách Am Ngoạ Vân, chúng ta có thể thấy lịch sử giống như một lớp trầm tích chưa bao giờ bị mất đi, vừa là chiếc gương soi cho cháu con nhìn vào, soi ngắm và chiêm nghiệm. Các bạn đọc thân mến, một dân tộc phát triển là một dân tộc biết giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử. Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào việc lan tỏa những điều đọc sách đến mọi người, chúng em đại diện cho thế hệ trẻ mong rằng qua cuộc thi Đại sứ Văn hóa Đọc năm 2023 sẽ mang tới những thông điệp truyền cảm hứng thật sâu sắc và ý nghĩa. Mỗi người sẽ là những đại sứ tuyên truyền về văn hóa đọc, lan tỏa tới cộng đồng về truyền thống và đạo lý, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, và biết trân trọng những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương mình. Nếu được vinh dự trở thành một Đại sứ Văn hóa Đọc năm 2023, em sẽ cố gắng thực hiện những biện pháp thiết thực để lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người. Trong thời kỳ chuyển đổi số, sách ở khắp nơi, sách đến từ nhiều nguồn, đọc sách có thể bằng nhiều cách. Em sẽ tích cực chia sẻ sách điện tử, gửi những đường link bài giảng, những kiến thức mới lạ và bổ ích cho bạn bè để cùng nhau học tập bằng những phương pháp ngày một hiện đại. Đồng thời, em sẽ tích cực đọc sách thật nhiều và sẽ viết cảm nhận về những cuốn sách mà mình đã từng đọc trên một trang mạng xã hội nào đó để lan tỏa, chia sẻ đến mọi người dùng trên mạng xã hội cùng hứng thú với cuốn sách ấy và sẽ hỗ trợ mọi người tìm đọc cuốn sách em đã từng đọc. Với giọng nói của mình, em sẽ lập một trang Facebook chuyên dùng cho sách nói, ghi âm thật nhiều book audio, nhất là book audio kể lại những câu chuyện dân gian, để cho trẻ em có thể tiếp cận và hứng thú hơn với những câu chuyện cổ đang dần bị mai một. Bằng cách đó, em sẽ bài trừ được những cuốn sách xấu, những cuốn sách đen làm ô nhiễm người đọc, đồng thời sẽ giúp những người xung quanh em có cơ hội tiếp cận với những cuốn sách mang giá trị nhân văn tốt đẹp, làm giàu văn hóa lịch sử dân tộc, giống như cuốn sách Am Ngoạ Vân đang nằm trên tay em đây. Xin kính mời quý vị và các bạn độc giả hãy tìm đọc cuốn sách Am Ngoạ Vân của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Anh để hiểu thêm về vùng đất địa linh nhân kiệt và con người nơi đây. Mong một lần quý vị hãy ghé thăm Am, chùa Ngoạ Vân, di tích quan trọng bậc nhất trong quần thể khu di tích lịch sử quốc gia tại Đông Triều. Trên vùng đất địa linh nhân kiệt vẫn kể lại rằng có Phật Hoàng nhập cõi Niết Bàn, có Am Ngoạ Vân non xanh nước biếc như tranh, và có những con người ngày nay vẫn lội ngược dòng tìm về lịch sử qua những trang sách như mình và các bạn.